Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Hiện tại bây giờ mình đang ở trên xe trở về lại khách sạn để tiếp tục cái tập trước mình sẽ quay những lễ hội ở tại Sài Gòn. Nào, hiện tại bây giờ mình đang trên đường Mạc Thị Bưởi. Khu vực này mình đi thẳng tới nữa là phố đi bộ đây. Hiện tại ở phố đi bộ đang tổ chức cái sự kiện, chính vì vậy nên mình phải đi cái đường khác để mình vào trở về khách sạn. Trước mặt mình bây giờ là tour Sun World. Phố đi bộ tối hôm nay rất là vui, rất là đông du khách bản xứ rồi Việt kiều, khách ngoại quốc, nói chung rằng là rất là đông vui nhộn nhịp. Đây là khu vực chính của phố đi bộ đây. Hiện tại bây giờ mình thấy ở đây họ đang thi đấu nhau những cái trò chơi gì ở bên kia kìa. Đến đây thì mình thấy các cháu bé đang đánh những cái rổ rơm đi trên cầu khỉ. Nếu mà không té xuống thì được thưởng, rất là vui nha. Mình thấy khách bản xứ đến đây vui chơi rất là nhiều, và du khách càng ngày càng đông luôn. Đây là cái khu vực trò chơi nhân gian. Đến cái khu vực bên này đó thì mình thấy họ chơi nhảy sập sình rất là vui, nhảy không khéo bị đập vào chân. Ở đây thì mình thấy các cháu nhỏ nhảy sập sình cũng rất là vui, làm cho mình gợi nhớ những cái thời thơ ấu là mình cũng chơi những cái trò chơi này. Ở cái môn chơi sập sình này đó, mình thấy các cháu nhỏ chơi là nhiều, nhưng mà cũng có người lớn chơi nữa. Thì nó cái khu vực này là tập trung tất cả các khách địa phương đến đây vui chơi rất là đông. Sau khi đi tham quan khu vực trò chơi dân gian như là đánh lúa, đánh rơm đi ở trên cầu khỉ, hoặc là cái trò chơi nhảy sập sình này đó, thì bây giờ mình mời mọi người theo chân Trường Lâm Nguyễn đi qua một cái khu vực khác nha. Còn ở cái khu vực này đó thì mình thấy ở đây họ kéo những chiếc thuyền, chiếc ghe nhỏ thôi. Có lẽ là những cái trò chơi chèo ghe hay như thế nào đó thì mình chưa thấy họ chèo. Nhưng mà phải nói là ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mình đến khách sạn Royal Sài Gòn Hotel đó mình ở, thì mình được chứng kiến cái lễ hội và lại những cái trò chơi dân gian ở ngay cái phố Nguyễn Huệ này, phải nói rất là hiếm. Coi như là năm nay cái hè mình về Việt Nam mình ở cái khu vực này quá đúng luôn rồi. Nếu mà có dịp mình về Việt Nam lần nữa mình cũng sẽ mướn cái khách sạn này mình ở. Và cũng trên phố đi bộ này đó, mình thấy họ đang trình diễn buổi thời trang mặc áo dài, mà các bạn xem nha. Ngày hội của phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng hy vọng rằng là hôm nay là mình đi quay cái lễ hội ở đây, thì ở đây họ dùng những cái loại nhạc, hy vọng rằng là mình sẽ không bị vi phạm bản quyền. Và cái may mắn hơn nữa rằng là mình đến cái khu vực phố Nguyễn Huệ tối nay đó, thì đúng lúc là họ sắp sửa khai mạc chương trình lễ hội áo dài thời trang ở trên cái phố Nguyễn Huệ này. Hiện tại bây giờ họ đang sắp xếp các cô áo dài đứng như thế nào đó, rồi sau đó sẽ sửa soạn trình diễn cho mọi người xem. Lễ hội thời trang bây giờ đã bắt đầu.
đây là cũng là lần đầu tiên mình tham dự cái lễ hội thời trang. Nói chung ra ở trên cái phố Nguyễn Huệ này đó, vào cái dịp này đó, thì phải nói đây là lần đầu tiên. Chưa bao giờ mình được cái may mắn rằng là mình đến cái phố đi bộ này, mình xem được nhiều cái tiết mục rất là hay do ban quản lý ở Sài Gòn tổ chức những cái lễ hội này. Mình thấy dân chúng, cư dân ở địa phương đây rất là thích, nên cái khu vực này mình thấy là rất là đông người địa phương đến tham dự xem. Còn các cô thì mặc những cái bộ áo dài truyền thống rất là đẹp. Riêng các cô người mẫu ở đây đó, họ mặc những cái bộ trang phục áo dài truyền thống Việt Nam á, mình thấy rất là thướt tha, yểu điệu, nhìn rất là lôi cuốn. Với những cái ánh sáng và trang trí ở ngay cái phố Nguyễn Huệ này đó, phải nói là trung tâm Sài Gòn mình á, phải nói là rất là đẹp, lôi cuốn, được khách ngoại quốc đến đây tham quan cũng rất là nhiều luôn. Và họ tổ chức cái lễ hội này rất là hoành tráng. Mình để ý đó, khi họ khai trương cái lễ hội mặc áo dài truyền thống thì ở những cái khu vực khác á, vắng hẳn luôn. Hầu như là cư dân địa phương họ tập trung về cái khu vực này để xem những cái cô gái đẹp mặc những cái bộ quần áo dài truyền thống thướt tha yểu điệu, đi trên những cái bục rất là lôi cuốn. Lễ hội biểu diễn thời trang mình thấy chắc còn rất là lâu. Bây giờ mình mời các bạn theo chân mình đi ra phía bên ngoài để xem khu vực thành phố Sài Gòn như thế nào. Trước mặt mình đây là cây bùng binh cây liễu và Ủy ban Nhân dân thành phố nằm ở phía đằng trước. Bên trái mình là Rex Hotel. Đây là phố Lê Lợi. Thì ở ngay phía đầu của phố đi bộ, ở đây họ làm một cái lễ hội ngày văn hóa thể thao nông thôn, ngày gia đình và lễ hội 48 năm của thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời các bạn theo chân Trường Lâm Nguyễn đi tham quan phía bên trong của cái khu vực đang làm cái lễ hội. Và đây là một cái tiểu cảnh chiếc xe xích lô ở bên chợ Bến Thành đây. Bên trái mình đây là cái cầu Thủ Thiêm 2. Đó. Cầu Ba Son. Vâng, bây giờ tiếp tục mình đi tới đằng trước là bây giờ hiện tại họ đang tổ chức lễ hội áo dài. Năm 1698 năm 2024 và kỷ niệm 48 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2024. Các sự kiện tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, ngày hội văn hóa thể thao nông thôn mới cấp thành phố lần thứ 2 năm 2024. Ban tổ chức lễ thành phố đã mang đến cho quý khán giả một không gian lễ hội tưng bừng nhộn nhịp và tràn đầy ý nghĩa với nhiều hoạt động diễn ra trên trục đường phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ quý khán giả tại khu vực sân khấu nhỏ phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và tại sân khấu này, từ 18 giờ đến 19 giờ, chúng ta sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật đàn hoa tài tử Nam Bộ. Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút sẽ có chương trình biểu diễn thời trang và biểu diễn ban nhạc nhóm ca. Chương trình sẽ giới thiệu các bộ sưu tập thời trang áo dài lấy cảm hứng từ nhiều nét văn hóa độc đáo của vùng miền đất nước, như là bộ sưu tập Vơ Hoa, Cung Đình, Gấm Vóc, Sắc Cọ, Hương Tây Nguyên, cùng với phần biểu diễn ban nhạc bằng thao tiết là đàn cô rock với những bản thành ca Việt và những bài hát tiếng Anh bất hủ như một nét chấm phá giữa Sài Gòn, thành phố hội nhập, năng động, luôn giang tay chào đón bạn bè thế giới. Và
bộ sưu tập áo dài được mang tên Bơ Hoa của nhà thiết kế Đinh Bách Đạt và phần biểu diễn của các hoa hậu và đam vương. Chương trình lễ hội biểu diễn thời trang do các hoa hậu biểu diễn bây giờ mới là thực thụ bắt đầu. Để mở màn cho đêm biểu diễn thời trang hôm nay thì trước hết thì mình thấy có hai cô bé được đại diện cả đoàn đi ra biểu diễn mặc áo dài trước. Nhìn hai cô bé này cũng rất là dễ thương nha. Và thời tiết tối hôm nay theo mình thấy thì thời tiết rất là tốt, trời rất là mát mẻ luôn. Hy vọng là cái không khí trong cái ngày lễ hội ở ngay phố Nguyễn Huệ thì hy vọng rằng là sẽ được tốt đẹp. Với sự sắp xếp chu đáo của ban tổ chức thì hôm nay mình thấy cái sân khấu ở đây họ trang trí rất là hoành tráng, đẹp, ánh sáng đầy đủ với những cái lá sen, hoa sen rất là tuyệt vời. Ở trong cái không khí lễ hội như thế này đó, khi trong cái lúc biểu diễn đó, thì mình thấy dân chúng ở đây họ ngồi rất là chỉnh tề để xem cái buổi lễ hội ngày hôm nay. Sau phần biểu diễn của các cháu bé mặc áo dài thời trang thì bây giờ đến phiên các cô hoa hậu, á hậu, những cô gái đại diện của mọi miền đất nước Nam Trung Bắc mặc những cái áo dài sặc sỡ, rất là nhiều màu sắc đi trên cái bục biểu diễn cho mọi người ngắm nhìn với những tà áo dài thướt tha, phải nói rất là tuyệt vời. Rất tiếc khi đến đoạn này thì video của mình bị vi phạm bản quyền. Vì vậy mình xin phép các bạn mình thay thế bằng một loại nhạc khác. Mong các bạn thông cảm nha. Và hiện tại trước mặt các bạn đây là những cô gái đến từ mọi miền đất nước Nam Trung Bắc. Những cô này rất là đẹp. Hiện tại đang khoác trên người những chiếc áo dài truyền thống hay cách tân với những màu sắc rực rỡ, được nhà thiết kế Đinh Tất Đạt đã gửi gắm tất cả tâm hồn mình vào bộ sưu tập này. Và bộ sưu tập này có tên là Mơ Hoa. Để tìm hiểu về áo dài Việt Nam thì theo mình đã đọc thì thực xuất hiện áo dài là vào năm 1744 và được gọi là áo giao lĩnh. Áo dài giao lĩnh được may rộng, xẻ hai bên hông, cổ tay rộng, thân dài chấm gót. Thân áo được may bằng 4 tấm vải kết hợp cùng với thắt lưng màu cùng váy đen. Và theo thời gian thì áo dài được cách tân cho đến ngày nay. Để tìm hiểu tường tận về lịch sử hình thành và phát triển của áo dài Việt Nam vẫn còn đang được các nhà nghiên cứu tìm tòi, bổ sung. Sự thăng trầm, những biến đổi không ngừng của chiếc áo dài đã định hình một nét văn hóa độc đáo, mang dấu ấn văn hóa Việt. Những giá trị lịch sử, văn hóa của áo dài đã từng bước được nhân dân Việt Nam khẳng định, được bạn bè thế giới ủng hộ và tôn vinh. Và bây giờ đến phần âm nhạc, mời các bạn đón nghe. Nổi tiếng của nhạc sĩ Kim Phí, khúc Thành Phố Trẻ, xin mời các vị lắng nghe. Thank you.
Bây giờ mình mời các bạn theo chân Trường Lâm Nguyễn đi tham quan khu vực ăn uống ngày lễ hội gia đình Việt Nam. Và đây là cái cửa chính để đi vào khu vực ăn uống đây, nét quê. Ở cái khu vực ăn uống này đó, hồi nãy mình cũng có quay cho mọi người xem lúc buổi sáng. Nhưng mà lúc buổi sáng thì mình thấy rất là vắng nên mình không có quay nhiều. Bây giờ thì cái ngày lễ hội khai trương nên mình thấy khách đến đây ẩm thực ăn uống mình thấy rất là đông. Đông nghẹt quá trời người. Phải nói hôm nay mọi người đến đây vui chơi rất là đông. Sau khi ghé tham quan phố đi bộ thì mọi người ghé vào cái khu vực ăn uống ở đây phải nói là vui, đông nhưng mà rất là nóng. Đến khu vực ăn uống này đó, mình thấy ở đây rất là đông người luôn. Không lẽ là tất cả những cái người họ đến tham dự những cái lễ hội ở ngoài phố đi bộ thì không ăn cơm tối hay như thế nào đó. Nên bây giờ họ đổ xô vào trong cái khu vực ăn uống này và nó đông như kiến luôn á. Đi và nó ngộp. Mình thì mình không có đi sâu thẳng vào bên trong mình quay, nhưng mà mình quay ở phía cái vòng ngoài thôi. Vô trong quá mình nóng mình chịu không nổi. Ở đây thì mình có thể kiếm được tất cả các món ăn nha. Đây đi bán đủ loại hết, từ thức ăn cho đến thức uống, không thiếu thức gì cả hết. Có điều là thiếu tiền thôi. Mình cũng thử đi sâu vào bên trong để mình quay cho mọi người xem có cái sinh hoạt vào cái đêm lễ hội ở phố Nguyễn Huệ ở trong cái khu vực ăn uống này nó như thế nào, đông làm sao. Thì bây giờ mình vô đến bên trong rồi nó và công nhận rằng là rất là nóng luôn, rồi đồ mùi mồ hôi thức ăn qua trời thì mình chịu không nổi. Bây giờ có lẽ mình cũng phải đi ra phía bên ngoài mình quay tiếp tục cho mọi người xem thôi, chứ mình không có đi sâu vào bên trong nữa. Chủ yếu của cái khu vực ăn uống đó hoặc là chợ đêm gì đó thì mình thấy đa số là họ bán đồ nướng là nhiều, còn đồ súp rất là ít. Còn nước uống thì thôi, thì đủ mọi loại thức ăn uống ở đây hết.
mình đứng ở phía ngoài đó, mình quay vào ngược vào bên trong thì tương đối cái không khí nó dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà mình phải nói là khách hôm nay đến đây ăn uống quá trời đông luôn. Phải nói là vô trong cái khí hậu ở bên trong nó nóng mà nó mồ hôi mồ kê ra, mình thì chịu thua rồi. Đứng ở bên ngoài mình quay vào bên trong mình tương đối còn thấy dễ chịu hơn. Hiện tại bây giờ mình đang đứng một góc và mình hướng camera mình quay tất cả những cái khu vực ăn uống cho các bạn xem. Mặc dù rằng là nóng nhưng mình cố gắng mình sẽ đi sâu vào bên trong để mình quay cái sinh hoạt ăn uống. Rồi nghe nói ở bên trong cũng có làm văn nghệ nữa nhưng mà mình chưa đi đến vào bên trong. Thì hiện tại bây giờ mình đang đứng ở phía ngoài thôi. À, phải công nhận là mỗi một lần lễ hội ở Việt Nam mà kiểu đi chơi rồi ăn uống rồi có những cái khu vực buôn bán ăn uống như thế này rất là tiện lợi. Nhưng mà ngược lại có một cái là gặp cái hôm mà khí hậu mát á, thì tương đối còn dễ chịu, chứ mà gặp mà khí hậu bên ngoài nóng và vô trong với cái số lượng người đông như vậy nữa thì có lẽ là phải nói là vô trong đó cũng phải coi chừng. Người nào yếu yếu đi vô bên trong bị chen lấn, không chừng bị xỉu nữa. Bây giờ mà các bạn tiếp tục theo chân Trường Lâm Nguyễn đi vào bên trong nha. Nghe nói có cái chương trình văn nghệ hát ở bên trong đây cho những cái người du khách đến đây ăn uống để thưởng thức. Đây, đây là những cái khu vực ăn uống. Lúc nào cũng nườm nượp, tay chân lúc nào cũng bận rộn. Mình đi sâu vào trong cái khu vực có chương trình văn nghệ đó thì mình thấy cái âm thanh ở đây nó rất là hỗn độn nha. Vừa nghe tiếng hát, vừa nghe những cái tiếng ồn ào bên ngoài buôn bán, đâm ra cái âm thanh mình nghe không được rõ cho lắm. Nhưng mà phải công nhận là vui tai. Nhưng mà nếu mà ngồi kế bên á, mà để nghe nhạc thì chắc chắn không thể nào mình nghe nhạc được hết. Đây là trước mặt mình đây có một cái ban nhạc. À, họ đang trình diễn những cái bài hát cho những cái vị du khách đến đây ăn uống. Nhưng mà ở đây đó mình thấy khách ăn là cứ việc ăn thôi, còn ca sĩ hát thì cứ việc hát. Mà mình để ý không có ai ngó ngàng gì đến chương trình văn nghệ ở cái khu vực này gì cả hết. Còn hướng bên đây là cái khu vực bán quần áo đây. Hôm nay mình mới thấy để ý tới khu vực này bán quần áo nha. Sau khi đi một vòng ở cái khu vực ăn uống thì bây giờ mình trở ra lại cái khu vực sân khấu trình diễn thời trang áo dài. Rất may là mình vừa mới đến đây, ở đây cũng sắp sửa kết thúc cái chương trình áo dài ở phố đi bộ. Mấy cô hoa hậu tối nay mặc những chiếc áo dài truyền thống đủ màu sắc hết, cũng không thua gì trưng chắc trưng nhị thời xưa đâu. Nhưng mà có lẽ các phần yểu điệu nhiều hơn, đẹp. Với lại những cái cô gái này phải nói là những cái cô gái được tuyển chọn từ hoa hậu đến á hậu không thôi. Cô nào cũng đẹp dễ thương. Chương trình lễ hội biểu diễn thời trang của những cô hoa hậu và á hậu đây coi như là chấm dứt. Bây giờ mình xin tạm dừng cái clip video này đây và không quên mến chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, ngủ ngon và hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mong rằng các bạn khi xem video này sẽ ủng hộ Trường Lâm Nguyễn bằng cách like và subscribe. Cảm ơn các bạn thật nhiều.